Đại nhãn tiếp. Đại nhãn tiếp là cái bài là nó kỷ tiếp. Hai hai thức tiếp. Cái thức đó là cái bài đó hầu tôi nhớ rồi, anh nhúng nhúng vậy nè. Phải không? Nó phải như bài vậy không? Nhúng quỳ vậy không? Đó. Đó bài vô đây 89. Tôi múa bài 89. 89 nó vậy nè. 89 là nó được cái bài đại bạn 7 là nó cúi xuống làm vậy nè. Đó, hốt rồi. Bài đầu 89 là đứng vậy nha. Đứng vậy hay nó bước tới nè. Ừ. Vô lên nhìn. Nè, đang nè. Nè, cái tay nó nè. Nó rung rung vậy đó, nó mà nó có nguyên tắc nó rung là cái ngón giữa làm chuẩn nó lấy xung quanh nha nè. Rồi nó chồm đó. Đó nè. Bước tới thì nha. Bước tới thì cái tay nó giơ lên vậy. Bắt đầu nó lấy. Lấy thì bắt đầu nó nhón cái chân lên, hưởng ngực lên, xả ra. Anh để cái tàn tay nó vậy. Nó lấy xung quanh cái ngón giữa rồi nè, thấy nhỉ? Thì khí nó theo cái trục lên chạy vô chơi lên nè, một hai một hai một hai một hai một hai cái xuống đây nó ưỡn cái lưng xả lại thả xuống nước trên kia cũng là lên cũng vậy nè. Mới đầu chưa quen là nó rung dữ lắm, rung cái lên lên đó. Động tác số số 8, còn số 9 là nó ba ba có ba ba cử động là cái tay nó cũng lấy nè. Lấy thêm cái hình 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 mặt trăng á, thấy không? Thứ hai là trong bên trái qua phải nó lấy vậy đó, còn thứ ba là trên trên trời là nó lấy đó, nó lấy vậy thôi. Mà anh khi nó lấy vậy thì khi nó chạy vô hai cái nách, còn quay ngang vậy nè vô khu ngực. Anh cứ lấy anh quay quay hồi nó vô cùng ngực, còn cái này vô thắt lưng nó cũng vô cũng ba. Đó nè, qua này bên trái qua bên phải, bên phải qua bên trái đổ chân, bên trái qua cái đệ dưới thấp cái là hạ là thắt lưng, khí nó vô thắt lưng lấy nè nè. Anh làm hồi thấy nó rung rung nó lắc vô thắt lưng, còn vô cái khu trung trung đăng điền này nó quơ quang vậy. Quơ ngược lại, quơ ngược trên trời là nó cong lên vậy hoặc cong dưới vậy này, cong lên bên kia là ngược lại hoặc ở trên xuống này. Mặt trăng rồi đổ chân cứ vậy nó làm thôi. Đó là 89, nó là lấy cái kỹ thuật nó để lên nè, anh để nhà này anh lát 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 miễn khi cái đường này nó vô tới nách, mới đầu nó chưa vô tới nách đâu, nó qua cột chỏ trước, mới đầu lắc lắc nó vô cột chỏ trước, dần lần lắc lắc hồi vô tới đây mà anh bắt đầu đảo nó theo nó chạy vô cái thường thường 6 cái. Anh đưa vào 6 cái bên này 6 cái bên kia, ở dưới dưới hạ đang đều ngang 6 cái rồi trên 6 cái đổi chân đó 6 cái 6 cái anh làm nhẹ nhẹ thôi, lắc hồi giống như là cái người anh nó đưa vô cái máy nó rung vậy. Nó rung anh mà cái dùng cái tay rung cái thân mình, nó kỹ thuật nó khác cái môn khí công khác, cái công khác là con chim trời á, chim trời chim đại nhãn là cái đó loại là vịt trời, nó xuống như nó bơi dưới rồi nó bay lên trời được. Đại nhãn là không phải là cái chim bay không mà nó bơi dưới nước rồi, thành ra dưới nước rồi nó mới vẫy cánh. Cái phương pháp đại nhãn là cái tay á, là cái cánh đó, nó tạo khí cho khỏe ra là nè cái tay, thấy không? Khi nó bay là cái tay nó quơ, nó đâu tập thể dục bằng cái nào, chỉ có cái cánh à, cái chân nó đâu có làm được cái gì, thành ra cái tay nó dùng làm sao cái tay nó làm cái cánh này lắc 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 thì nó là như là năm ngón tay như cánh lắc lắc nó thành cái gió nó quật thì nó rung vậy, nó rung cái khí vô người thì nó khỏe ra, thành ra là chim nó không có cử động như người là quơ ra dơ đỡ trời đỡ đất, cứ rung mà anh cứ rung rung nè, rung mà anh xoay là nó vô tới trong là được rồi. Mà rung như vậy là nó khỏe, mà cái đó là lợi cho mấy người lớn tuổi, nó không làm biến tập lắm, rung là anh khoái, ngồi rung rung như được, ông già biểu rung rung như được, biểu mày đứng lên tập tập không làm biến lắm, như biểu giờ bắt ngồi bắt rung rung vậy, đó, anh rung rung hồi mấy tháng rung tới trong cái anh khỏe, trong cái anh đứng lên rồi
ngồi rung được xong đứng lên rung đi, cúi xuống rung rung chỗ nào rung rung, tức là vẫy cánh, cái tay tay cái vẫy cánh. Nhưng mà rung một hồi là cái tay nó thông rồi, cái tay nó mềm, mà cái tay của đàn người lớn tuổi mà nó mềm nó khỏe